Tất cả các anh em nha, hôm nay Hiếu quay cái mẫu cây móng bò cho các anh em coi ha. Cây này là mẫu cây đường kính 10 gốc, cây cao khoảng 3 mét, móng bò nó thẳng một cốt lên ha, cao khoảng 3 mét, đường kính 10. Cây đã mọc tược hết rồi, nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp luôn. Cái cành này nó bị chết rồi, nó nổi mốc lên. Này là cây cành hồng, nó bị chết một góc rồi. Nó bị khô cái góc này, nó nổi nấm này. Cây móng bò nó có hình dáng đường kính 10, anh em có thể tham khảo nó như thế này ha. Màu này và mình đang sắp sửa tiến hành mình trồng, đang tiến hành mình trồng cho nó đứng lên. Làm mẫu mà khi nó ra hoa thì nhìn nó rất là đẹp nha nè, khi mà nó có hoa thì nó rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Rồi anh em nào cần cây móng bò tím nha, cây này là móng bò tím nha, thì inbox cho Hiếu nha. Cây đã dâm ủ một thời gian, mọc tược hết rồi, bỏ xuống trồng là sống ngay thôi. Móng bò tím nha, cao khoảng 3 mét, cây này là cao 3 mét, đường kính 10, 3 mét đến 3 mét rưỡi á. Cây kèn hồng ở cây kế bên luôn, thì đường kính 15, cao khoảng cái này 1 2 3 4 4 m đến 5 m, nằm trong khoảng 4 đến 5 m. Cái kèn hồng, anh em nào cần kèn hồng móng bò chung dài mùa hoa anh đào bạn Đài Loan thì inbox ngay cho Hiếu nha. Chào tất cả anh em nha.